Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda CyberAdder 600 5R 2020 được cập nhật cái gam màu mới. Các chiếc Honda CyberAdder 600 5R 2020 được cập nhật cái gam màu mới trong cái năm mới. Vẫn giữ cho mình diện mạo và thông số như trước đây, nhưng với cái tông màu mới trông em ấy thật là thể thao hơn. Hiện tại Brazil là thị trường được phân phối các phiên bản CyberAdder 600 5R 2010 sớm nhất thời điểm hiện tại. Đối với cái phiên bản màu mới của chiếc Honda CyberAdder 600 5R 2010 được bán sớm nhất tại Brazil sẽ bao gồm hai cái gam màu mới, đó là Vermelho hay gọi là xanh lam mờ và Cranberry Red gam màu đỏ. Và trong clip hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một cái phiên bản Vermelho hay tạm gọi là xanh lam mờ đến với khán giả. Với những đồ họa giống như cái phiên bản màu đỏ, nhưng họa tiết tem được dùng cái gam màu cam, khiến chiếc xe trở nên độc đáo và thể thao hơn hẳn. Cái chiếc CyberAdder 600 5R 2020 tại thị trường Brazil vẫn được trang bị cho mình cái động cơ lực 4 xanh với một cái dung tích thực 649cc DOC, nhưng được giảm cái công suất xuống một chút khi chỉ còn có 87.4 HP tại vòng tua là 11.500 vòng trên phút, khác với thông số đến từ châu Âu dừng ở mức 95 HP tại vòng tua là 12.000 vòng trên phút. Moment sức đại cũng giảm xuống còn có 60 Nm tại vòng tua là 8.000 vòng trên phút, so với cái bản châu Âu là 64 Nm tại vòng tua là 8.500 vòng trên phút. Ngoài những thông số của cái phiên bản CyberAdder 600 5R 2010 tại Brazil vẫn giống với cái phiên bản thị trường khác, gồm có hệ thống cái kiểm soát lực sắn giúp chơi duy trì khả năng bấm đường cao hơn ở phần lớp sau, có thể tắt mở hoặc cái nút bấm dễ dàng. Cùng với đó là một số những công nghệ như traction control, ABS v.v. Cái chiếc CyberAdder 600 5R 2010 được trang bị hệ thống treo trước cái dạng ống lồng ngược Suwa SFF có thể điều chỉnh, và một cái giảm sóc sau dạng lò xo trụ đơn cũng có thể điều chỉnh 7 mức độ khác nhau. Phanh xe loại phanh đĩa lực kép 310mm với 4 bit ở bánh trước và một cái đĩa thủy lực 240mm ở phía sau. Piston đơn đặt ở sau, tất cả đều là phiên bản của Nissin. Đi cùng chiếc cặp vỏ kích thước lớn 120x70 set R17 ở phía trước, chặt cái bánh sau là 180x55 set R17. Và giá của chiếc Honda CyberAdder 600 5R 2020 tại Brazil rơi vào khoảng là 39.500 riel, tương ứng khoảng là 214 triệu đồng theo tỷ giá hối đổi hiện tại. Còn giá bán ở Việt Nam, cái mẫu xe này hiện tại được bán mức giá là 253 triệu đồng, mức giá trên đã bao gồm thuế VAT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.